theo như cái truy tố của trong nước được đưa ra thì ông Trịnh Xuân Thanh có liên quan đến vấn đề làm thất thoát 3.200 tỷ. Vâng. Thế thì qua những cái tiếp xúc với cả người Ánh Thanh hoặc là có những cái kênh riêng thì anh cho biết là cái tâm trạng hoặc là cái suy nghĩ của Ánh Thanh về cái việc này, quy kết tội cho anh là việc đã làm thất thoát như vậy như thế nào? Ở trên báo chí thì chúng ta đều đọc một điều là báo chí có một cái sự định hướng gần như gắn ra Trịnh Xuân Thanh là tội tham nhũng. Nhưng mà thực ra ở trong những cái văn bản của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hay cả các quyết định của chính sách hoặc là các tất cả đều chỉ nói là đây là thất thoát. Và tôi có một cái số báo cáo của chính phủ, của Bộ Công Thương ở trong này. Thì tất cả những cái bản mà thanh tra, báo cáo, kiểm tra các thứ kết luận ở trong này thì đều khẳng định rằng là anh Trịnh Xuân Thanh này là hoàn toàn là anh không có một cái yếu tố nào tham nhũng ở trong này. Chỉ có những cái mà do chúng ta gọi là làm ăn lỗ vốn, chúng ta gọi, người ta gọi là thất thoát rồi là thế này thế kia, nghe cho nó ghê, nhưng mà thực ra là đây là cái sự mà làm ăn kinh doanh, và cái lỗ vốn này là cái lỗ vốn thông thường. Bây giờ anh đầu tư vào đất đai, bất động sản, gặp thời thì nó bán được thì anh là thành kinh doanh giỏi, mà gặp thời anh không bán được thì anh thành thua lỗ, có thế thôi, chứ nó đâu phải là một cái chuyện mà mấy nghìn tỷ mà đút vào túi được ai đâu. Còn những cái bản ở trong ngày kiểm tra thanh tra của chính phủ, bản kết luận đều có cái khẳng định rằng là không có cái dấu hiệu mà tức là tư lợi cá nhân ở trong này, đã thanh tra đã kết luận rồi và có đóng dấu hẳn hoi là những cái lần thanh tra là không có cái dấu hiệu của cái sự tư lợi cá nhân, cái sự tham nhũng ở trong này. Đây là chỉ hoàn toàn là do cái việc mà làm ăn thì bắt đầu là thua lỗ đơn thuần. Trong khi đấy thì báo chí thì cứ đè anh Thanh theo chiều hướng là đây là một con sâu mọt rồi còn tham nhũng rồi thế này thế kia, thì anh Thanh thì anh muốn trình bày như thế. Đây tôi có thể đọc sau đấy một cái kết luận của ông Vũ Huy Hoàng này ở trong một cái công văn của Bộ Công Thương số 4858 này, trong cái phần kết luận đấy là có nói này. Trong các đợt kiểm điểm và tự kiểm điểm của các đơn vị cá nhân có liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của BBV trong giai đoạn 2012 và 2013 theo yêu cầu của Bộ Công Thương, đã tổ chức kiểm điểm, tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân cũng như chỉ đạo cho BBC và các cá nhân có liên quan nghiêm túc xử lý kỷ luật. Đối với cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh, qua kiểm điểm và tự kiểm điểm đã nêu rõ trách nhiệm với tư cách người đứng đầu, đồng thời cũng đã xác định không có dấu hiệu tiêu cực cá nhân. Do vậy, các cơ quan đơn vị có thẩm quyền nhất trí không xử lý hình thức kỷ luật đối với ông Thanh. Sau đó, ông Thanh được điều chuyển về Bộ Công Thương nhận nhiệm vụ khác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Thanh đã tỏ ra tích cực, cố gắng đóng góp cho phong trào chung, mặt khác và ý thức trách nhiệm chung. Ông Thanh cũng đã chủ động tham gia cùng với BBN, BBC tìm biện pháp khắc phục hậu quả, khắc phục khó khăn. Như vậy, công tác khắc phục các tồn tại và xử lý sau kiểm tra, kiểm điểm của BBC được thực hiện có hiệu quả theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cái bản của cái công văn của Bộ Công Thương báo cáo về cái tình hình thất thoát và ở cái công ty BBC do anh Thanh anh làm ấy. Thì tất cả đây là những người có chức có quyền và có trách nhiệm liên quan, thì lúc đấy thì họ đã làm việc và họ khẳng định là xác nhận là anh Thanh anh không có vi phạm gì. Lúc đấy bộ trưởng, lúc đấy thủ tướng, lúc đấy thì đến bây giờ thì bây giờ lại bảo là bây giờ là bây giờ nếu mà bảo bây giờ mà vi phạm thì tất nhiên là phải đi hỏi những cái người như ông Hoàng và ông Dũng. Cuốn sách này viết nên ước mơ của tôi tên là Thủy. Bất chợt một ngày nọ, mùa hạ năm 2008, tôi biết mình có một ước mơ, đó là ước mơ về một Việt Nam khác hẳn bây giờ. Trước khi đặt bút, xin tự trong tâm khảm chân thật với chính mình, tôi muốn đất Việt được chấn hưng, nguyện tổ tiên thấu được tâm can thương con cháu Việt, để một ngày thật gần, càng nhanh càng tốt, được thấy nước Việt hết tang thương, phát triển thật nhiều, đuổi theo kịp được với thế giới và còn hơn thế nữa. Trước khi đọc, xin người đọc thử tự hỏi mình, muốn gì cho đất nước này? Đã có nghe chăng những tiếng oán than trước quá nhiều điều vô lý và bất công giữa xã hội của chúng ta? Những khi như thế, chúng ta có nghe chăng hồn non nước đang gióng lên từng hồi trống đồng với những lời sông núi thúc giục một cuộc đổi thay cấp bách vì đất nước này không thể cứ tiếp tục suy vi như thế? Có lẽ chúng ta đều biết,
Trên chiếc trống đồng của chúng ta có chạm hình người chèo thuyền. Đó chính là tổ tiên muốn nhắc nhở chúng ta phải nèo lái con thuyền vận mệnh đất nước vững mạnh trong tiếng trống đồng oai hùng. Cái tinh thần đó nó nằm trong ngôn ngữ của chúng ta, trong di sản của tổ tiên để lại, đã trở thành biểu tượng của dân tộc. Đó là di chúc từ ngàn năm trước để lại và ngàn năm sau cũng sẽ như thế. Cái tinh thần mạnh mẽ oai hùng đó chúng ta không thể nào quên mà phải giữ gìn để truyền lại cho con cháu chúng ta. Là người dân Việt, chúng ta muốn gì cho đất nước Việt trong hiện tại và tương lai? Đứng trước thời đại mới toàn cầu hóa, chúng ta cần thành thật thừa nhận rằng đất nước Việt Nam đang ở trong tình trạng khó khăn và hỗn tạp, mà đâu đó có con hổ đói lúc nào cũng rình rập đã thực sự thực hiện tham vọng thâu trọn Biển Đông bằng đường lưỡi bò chín đoạn. Nếu không muốn làm miếng mồi ngon cho ác, chúng ta nên có lựa chọn nào để có thể phát triển dân tộc và đất nước, để xã hội đang trong cơn rối ren không bị sụp đổ, làm cơ hội cho những toan tính muốn xâm chiếm, khiến chúng ta mất chủ quyền đối với đất nước, là vấn đề lớn của dân tộc cần phải giải quyết. Nói đến việc phát triển đất nước và dân tộc, trước tiên phải trả lời cho mình được câu hỏi, xuất phát điểm là đâu? Nếu không biết đặt viên đá đầu tiên ở đâu, thì chẳng thể xây xong một căn nhà nhỏ. Huống gì là một thành lũy kiên cố để bảo vệ quốc gia và từ đó làm cho phát triển. Chữ phát triển tự nó đã mang ý nghĩa thay đổi. Nếu duy trì mãi những cái cũ thì không hề có thể gọi là có phát triển. Những gì không còn phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại mà cứ cố giữ mãi, chẳng khác chi chiếc áo đã chật vẫn mang ra mặc, thì chẳng tránh được chuyện bị bung rách, thủng chỗ này chỗ kia và víu mãi cũng chẳng xong, vì cơ thể cứ lớn dần khiến bản thân người mặc chẳng thấy thoải mái, lại còn làm trò cười cho thiên hạ và thế giới. Để tìm con đường mới, trước khi bắt đầu chúng ta cần phải chuẩn bị một tư tưởng cởi mở để tìm hiểu điều gì là hợp lý và cần thiết cho con đường phát triển dân tộc và đất nước. Đó là những gì tôi đã hỏi tôi và tôi sắp xếp ước mơ của tôi, viết nó ra đây, xin chia sẻ với người đồng cảm. Nhìn lại lịch sử hơn 4.000 năm, người Việt Nam mãi chỉ là một dân tộc nô lệ, dù đã có thể vùng vẫy bứt phá gông cùm trong một lúc nào đó, nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy, vẫn phải khuất phục và chịu nép vế trước ngoại bang. Chúng ta đã bao lần mạnh mẽ, oai hùng và hiên ngang, giành lại quyền làm chủ đất nước, điều mà người Việt Nam vẫn thường tự hào, nhưng đó không thể nào giúp chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi gông cùm nô lệ, vì chúng ta không thực sự có bản lĩnh và có những yếu tố cần thiết để duy trì độc lập và giữ được chủ quyền toàn vẹn. Từ Bắc thuộc thứ nhất năm 111 trước dương lịch đến năm 39 dương lịch, đến thứ hai năm 43 đến năm 544, rồi thứ ba năm 602 đến năm 939, tiếp theo là sự cai trị của người Pháp năm 1858 đến năm 1945. Từ sau nội chiến kết thúc năm 1975, thời gian 40 năm qua, đất nước vẫn chưa thực sự được độc lập và tự chủ, để giờ đây chúng ta lại đang đối diện với một nguy cơ mới. Ngoài khơi Biển Đông có hải đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Trung Quốc chiếm giữ. Trên núi có yếu địa Tây Nguyên, Trung Quốc tự do tung hoành một cách hợp pháp không có sự đồng ý của người dân. Ngay trong lòng xã hội, ý thức hệ của dân tộc đang bị chia rẽ sâu sắc trong nhiều vấn đề, cùng với nền kinh tế chưa được vận hành một cách có hiệu quả và tồn đọng quá nhiều những rủi ro bất cập. Trước mắt, nền kinh tế của chúng ta đang bị chi phối bởi những nhà đầu tư nước ngoài, mà người nằm công lại chính là những người dân chúng ta. Đó có phải chăng là một hình thức nô lệ mới? Kỳ dư, chúng ta vẫn hàng ngày đối diện với quá nhiều bất công xã hội và chịu sự đàn áp, vô lý và thiếu tự do thực sự của một người công dân. Nếu chúng ta chấp nhận như thế, điều gì sẽ xảy ra cho đất nước này? Sự im lặng của chúng ta có thực sự để cho chúng ta yên thân hay không? Chúng ta có sợ chăng bị mất chủ quyền và trở thành là khách trên chính quê hương của mình? Điều đó sẽ xảy ra với những nguy hiểm từ ngoài khơi đến trong đất liền ở các vùng biên giới. Việt Nam đang có nguy cơ bị trở thành chiến trường lần thứ hai của các thế lực trên thế giới nếu chúng ta có thể ngăn cản và giành lại hoàn toàn sự kiểm soát và chủ quyền cho dân tộc đối với lãnh thổ, lãnh hải mà không có một chính sách để ngăn ngừa nguy cơ ngoại xâm. Thì tương lai thế hệ sau của chúng ta lại sẽ phải đối diện. Thiết nghĩ thay, vì cứ phải chống ngoại xâm, tốt hơn hết là khiến ngoại bang không có ý đồ xâm chiếm chúng ta. Muốn như vậy, chúng ta cần phát triển đất nước và dân tộc cho được thực sự mạnh mẽ.
Tình trạng hiện tại đất nước chúng ta là chưa theo kịp đà phát triển của thế giới. Nhân lực của chúng ta, những người có kiến thức về lĩnh vực chuyên môn trong những công trình lớn hầu như đều vay mượn từ nước ngoài. Chúng ta tìm cách tận hưởng những giá trị khoa học nhưng không có khả năng đào tạo nhân tài am tường khoa học kỹ thuật và gần như không có một phát minh nào đủ lớn, tương ứng với tầm vóc của một dân tộc đông thứ 14 trên thế giới trong sự phát triển chung của nhân loại. Về tư tưởng, chúng ta đang đứng giữa những giá trị cũ và mới, có khi chẳng biết đối xử làm sao với những mâu thuẫn từ hai nền văn hóa Tây Đông. Bỏ cái cũ thì cảm thấy như bị cắt thịt ra, tiếp nhận cái mới thì bị tự ái dân tộc cản trở. Thực sự nếu tiếp thu thì cũng phải chọn lọc cái nào thích hợp và không xâm hại hay làm đảo lộn xã hội. Chúng ta không thể nào là cái thùng rác thu gom tất cả, nhưng lại chẳng thể nưỡng nự mãi dậm chân tại chỗ để bị tụt hậu, mà phải biết chọn lựa những cái hay mà phát triển cho dân tộc mình. Song phát triển đất nước và dân tộc là mục tiêu không thể nào đạt được trong thời gian ngắn hạn. Chúng ta là sự ổn định về chủ quyền quốc gia, những chính sách sáng suốt về kinh tế, chính trị, giáo dục. Song những điểm xuất phát nó không nằm ở những điều này, mà chính là từ tư tưởng trong mỗi cá nhân người dân Việt. Để chuẩn bị cho tư tưởng cần nên có trong một đất nước phát triển và văn minh đúng nghĩa, trước tiên chúng ta nên tìm hiểu và nhìn lại những tư tưởng mà xưa nay chúng ta vẫn cho là truyền thống của dân tộc. Xã hội Việt Nam từ gia đình, học đường lên đến chính phủ, từ dưới lên trên hay từ trên xuống dưới là tràn ngập sự độc tài và áp đặt. Mỗi một cá nhân đều không có quyền tự chủ, từ nhỏ đến lớn nên mọi việc đa số được cha mẹ xếp đặt, từ việc học cho đến lấy vợ, lấy chồng. Tư tưởng người Việt Nam còn suy nghĩ là cha mẹ có quyền đặt đề, hoặc nếu cha mẹ nào dễ dàng hơn thì có khi chính người con lại vì đã hấp thụ nền giáo dục là phải hiếu thảo và nghe lời nên bấm bụng làm vui lòng cha mẹ. Thêm vào dư luận và sự lên án của xã hội đã làm cho chúng ta gần như không thể tự chủ. Trong gia đình thì như thế, ngoài xã hội cũng chẳng khác chi. Nên đến phương diện quốc gia, chúng ta đa số cũng ngoan ngoãn chấp hành luật lệ được ban ra, dù đôi lúc có thể hiện phần nào bất mãn mà những luật lệ đó chúng ta chẳng được dự phần ý kiến. Có lẽ nào chúng ta đang chấp nhận bị làm chủ như thế cho đến hàng ngàn năm sau nữa. Mỗi cá nhân người dân Việt đã không có quyền làm chủ cho chính số phận và cuộc đời của mình và không có quyền ý kiến với những chính sách quốc gia thì làm sao có thể mạnh mẽ giữ được chủ quyền đối với đất nước? Làm sao có thể đưa dân tộc đến với những thăng hoa của sự văn minh và phát triển? Tự xưng là một đất nước có tự do dân chủ, điều đó không hề đúng với thực tế của chúng ta và nó cũng chẳng bao giờ được thực tế hóa nếu chúng ta chưa xóa bỏ những ý nghĩ chấp nhận bị làm chủ đã đè nặng trong tư tưởng của chúng ta từ hàng ngàn năm nay. Có thể làm chủ chính mình mới có thể có tự do mới có văn minh, tự do để sống như một thực thể không bị ràng buộc, không có sợ hãi, tự do để sáng tạo, tự do đóng góp cho thế giới và loài người. Lịch sử của chúng ta ghi rất là nhiều những chiến công của cha ông đánh thắng kẻ ngoại xâm, nhưng đánh thắng xong, chúng ta vẫn không loại trừ được những tư tưởng nô nệ đã xâm nhập vào xã hội chúng ta. Những gì chúng ta cứ ngỡ là truyền thống của mình, như là một vài tư tưởng trong Nho Khổng đã dường như ăn sâu vào trong chúng ta. Xin thưa là không phải hoàn toàn như vậy. Trước khi người Hán xâm chiếm chúng ta và đem văn hóa Trung Quốc vào Việt Nam, người Việt không có truyền thống đó. Những tư tưởng muốn kiềm chế như là thần thì phải chung với quân vô điều kiện, còn phải hiếu với cha mẹ bất chấp hậu quả, như thế chúng ta không nên giữ nữa mà cần gạt lọc. Còn tất nhiên phải hiếu với cha mẹ vì mang nặng thâm ân dinh dưỡng, nhưng không có nghĩa là việc gì cũng do cha mẹ làm chủ, và thậm chí những gì cha mẹ đem tư tưởng này đè nặng lên người con không quan tâm đến cảm giác của người con mà người con lại phải cắn răng chịu đựng để được mang tiếng là hiếu trong thời gian trước đây. Như chúng ta đều biết, đó chỉ tạo ra thêm bi kịch trong xã hội. Tư tưởng độc tài trong phạm vi gia đình này dẫu rằng đã không còn, nhưng biểu hiện rõ ràng trong đời sống hiện tại thì nó vẫn là tư tưởng mà người ta coi là truyền thống. Nó cần bị chính thức loại bỏ, không chỉ ở thành thị mà cho đến thôn quê.